Ngay sau đây là cập nhật mới nhất về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 5 tháng 11, Việt Nam ghi nhận 11.505.608 ca mắc COVID-19. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.604.591 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 66 ca. Trong ngày, cả nước không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 262.251.993 liều. Các nhà khoa học Nhật Bản vừa tìm ra phương thức hiệu quả để kích hoạt các tế bào miễn dịch chống ung thư, ngay cả khi chỉ sử dụng một lượng nhỏ kháng nguyên ung thư. Trong phương pháp này, các nhà khoa học thuộc Đại học thành phố Osaka, Nhật Bản đã tạo ra một liposome tích hợp một loại lipid có tác dụng kích hoạt các tế bào miễn dịch. Theo nhóm nghiên cứu, nhờ những liposome này, chỉ cần sử dụng 10% lượng kháng nguyên ung thư cần thiết trong các phương pháp trước đây là đủ để ngăn chặn ung thư phát triển ở những con chuột được cấy ghép tế bào ung thư. Công nghệ này có thể mở rộng các đối tượng mắc bệnh ung thư được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch, nhưng hiện chỉ phát huy hiệu quả đối với khoảng 20-30% bệnh nhân. Bộ Y tế cho biết, mỗi năm nước ta có khoảng 180.000 ca mắc một năm và 122.000 ca tử vong một năm do ung thư. Gánh nặng bệnh tật do ung thư gây ra tại Việt Nam đã tăng gấp 3 so với năm 1990, với các ca mắc mới ngày càng trẻ hóa theo thời gian. Theo đó, Việt Nam đang có 350.000 người điều trị ung thư. Tỷ lệ mắc mới ung thư tại nước ta đã tăng 9 bậc so với năm 2018, xếp thứ 90 trên 185 quốc gia, vùng lãnh thổ, và tỷ lệ tử vong do ung thư tăng 6 bậc, xếp thứ 50 trên 185 quốc gia, vùng lãnh thổ. Cùng với đó, căn bệnh này đang trẻ hóa khi nhiều người bệnh dưới 40 tuổi đã mắc bệnh. Điều đó tạo nên gánh nặng lớn cho cộng đồng, xã hội và chính người bệnh. Tuy nhiên, ung thư không phải vấn đề gây nên sợ hãi, lo lắng, có thể phát hiện sớm, kịp thời và chữa khỏi nhờ các công nghệ mới trong chẩn đoán, điều trị. Trong suốt 60 phút nỗ lực, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ đã cứu sống bệnh nhân 65 tuổi bị co thắt mạch vành, ngưng tim. Khi nhập viện, người bệnh có dấu hiệu của nhồi máu cơ tim với triệu chứng gồng người và ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ nhanh chóng xử trí đặt nội khí quản và hồi sức tim phổi, đồng thời thực hiện sốc điện, sử dụng thuốc vận mạch. Sau 60 phút, bệnh nhân bắt đầu có nhịp tim trở lại, nhưng huyết áp vẫn tụt, đồng tử giãn to, hôn mê sâu nên được thở máy, sử dụng thuốc chống loạn nhịp. May mắn 12 giờ sau, người bệnh tỉnh táo lại hoàn toàn và được ngưng thuốc vận mạch. Sau đó được cai máy thở và rút ống nội khí quản. Đến nay, sức khỏe người bệnh ổn định, hoạt động bình thường trở lại. Theo kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, trường hợp người dân có yếu tố dịch tễ từ Nam Phi trở về tỉnh Đắk Lắk đã có kết quả xét nghiệm real-time RT-PCR âm tính với virus gây bệnh đậu mùa khỉ. Trước đó, ngày 2 tháng 11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận trường hợp bệnh nhân ở thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mờ Ga trở về từ Nam Phi có biểu hiện đau mỏi các khớp và xuất hiện nhiều nổi mụn đỏ ở bụng và lưng. Bệnh nhân đã thực hiện khai báo y tế và tự cách ly tại nhà. Ngành y tế đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống bệnh, điều tra, xác minh trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, đồng thời lấy mẫu dịch gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên làm xét nghiệm. Trước nay chúng ta thường nghe nhiều thông tin sốc phản vệ có thể là do ong, do rết, bọ cạp đốt. Tuy nhiên, sốc phản vệ đến mức ngưng tim do vết đốt của kiến, loài côn trùng thường gặp, có lẽ là trường hợp khá hiếm hoi. Mới đây, một bé gái 3 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, suýt không qua khỏi chỉ vì kiến đốt. Ghi nhận của phóng viên. Sau 12 ngày điều trị đặc biệt tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, bé gái 3 tuổi này đã hồi phục hoàn toàn. Không ai nghĩ những vết đốt tưởng như bình thường của kiến lại khiến trẻ gần như ngưng tim chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Các bác sĩ đã phải đặt nội khí quản, lọc máu hai chu kỳ kết hợp điều trị bằng nhiều loại thuốc để giúp trẻ thoát khỏi nguy kịch. Bé bị kiến cắn thì chạy tới ba liền là ba phủi kiến xuống, khoảng 5 phút sau là bé có biểu hiện luôn là mắt nó lờ mờ xong rồi nó ói. Bắt đầu là người nhà đưa lên bệnh viện liền thì vừa vô phòng cấp cứu thì các bác sĩ nói là bé có thể mất luôn rồi, tại vì mạch cũng không có mà tim nó cũng ngưng luôn. Và kiến cắn đây là trường hợp mà đầu tiên mà phải vô khoa hồi sức tích cực và cũng là trường hợp đầu tiên để phải lọc máu để cứu sống em bé. Sốc phản vệ là một phản ứng của cơ thể khi tiếp xúc với các yếu tố lạ. Ở trường hợp này là do lượng nọc độc của kiến qua nhiều vết đốt đi vào cơ thể gây ra sốc phản vệ mức độ nặng. Tất cả các trường hợp bị sốc phản vệ mức độ nặng nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ gây co thắt phế quản và khiến bệnh nhân tử vong nhanh chóng. Có những cái biểu hiện từ từ đó là sau khi bị côn trùng đốt thì em bé nó cái chỗ vết cắn nó sẽ sưng đỏ và người có nổi mề đay.
đó là những cái triệu chứng đầu tiên của cái phản ứng phản vệ mức độ nhẹ. Rồi sau đó thì có thể là mạch nhanh, tím tái, đó là những trường hợp mức độ nặng cần phải đi vô bệnh viện ngay lập tức. Với những trường hợp đã bị sốc phản vệ do côn trùng đốt, trong sinh hoạt hàng ngày nên sử dụng các biện pháp bảo vệ, tránh tiếp xúc trực tiếp với các loại côn trùng. Bên cạnh đó là phát quang, làm sạch môi trường sống để hạn chế nơi sinh sống trú ẩn của côn trùng. Hiến máu nhân đạo là một việc làm hết sức nhân văn. Chúng ta, mỗi người đều có thể nhân rộng sự nhân văn ấy bằng chính lòng nhân ái của mình. Ngày hội hiến máu sắc hồng hy vọng năm nay là cầu nối giữa những tấm lòng sẻ chia của cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng và tất cả mọi người nói chung với các bệnh nhân khó khăn. Máu cứu người ở ngay trong mỗi trái tim mỗi chúng ta. Tiếp nối thành công sau 18 lần tổ chức, sắc hồng hy vọng lần thứ 19 cùng với thông điệp Thanh niên Việt Nam sẵn sàng hiến máu được diễn ra tại Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau 2 ngày tổ chức, hiện tại ngày hội đã thu về 730 đơn vị máu. Đây thực sự là những món quà vô giá dành tặng cho những người bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế trên khắp cả nước. Vừa là giúp cho các bạn sinh viên có thể lan tỏa được rất là rộng rãi những cái nguồn máu nhiều hơn này, cũng như là giúp đỡ được rất là nhiều những cái bệnh nhân mà đang cần những cái nguồn máu để có thể cứu sống được cho các bạn ý. Mình cũng mong muốn là chính bản thân Huyền cũng sẽ góp được một phần nho nhỏ cái sự cống hiến của mình để lan tỏa cái tình yêu thương này, cũng như là góp được cái sự sức mạnh để giúp cho các bệnh nhân hiện giờ đang thiếu máu, cũng như là chúng tôi sẽ có thể cung cấp được thật là nhiều cái nguồn máu hơn để giúp cho chương trình ngày một vững mạnh hơn, cũng như là góp được rất là nhiều ý nghĩa hơn cho cuộc sống. Kim chi là món ăn truyền thống của người Hàn Quốc được nhiều người dân Việt Nam ưa thích. Món ăn giàu vitamin này có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như giúp tiêu hóa tốt, tăng cường hệ thống miễn dịch, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, làm chậm quá trình lão hóa, giúp ngăn ngừa ung thư. Hôm nay, lễ hội Kim chi Hàn Quốc 2022 đã được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia hào hứng của nhiều bạn trẻ. Lễ hội Kim chi Hàn Quốc là hoạt động thường niên nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, là dịp để quảng bá ẩm thực và nền văn hóa đặc trưng của Hàn Quốc đến với nhiều người Việt, đặc biệt là giới trẻ. Tại lễ hội, hơn 600 bạn trẻ đã được hướng dẫn để có thể tự tay làm món kim chi yêu thích, đặc biệt sau khi hoàn thành, khách tham quan được tặng chính sản phẩm của mình làm ra. Kim chi là món ăn phổ biến của Hàn Quốc, tốt cho sức khỏe, và lễ hội là cơ hội tốt để món kim chi đến gần hơn với người dân Việt Nam. Tại lễ hội còn có nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật kết nối văn hóa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, thời gian tới sẽ còn nhiều chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực đặc sắc được tổ chức tại Việt Nam. Tiếp theo chương trình là một số nội dung đáng chú ý khác. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mới đây, CDC Mỹ ước tính biến chủng phụ BQ1 và BQ1.1 của Omicron chiếm khoảng 35% ca mắc COVID-19 ở nước này trong tuần đầu tháng 11 so với tuần trước là 23,2%. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu cho biết chúng có khả năng trở thành biến thể thống trị trong thời gian ngắn và gia tăng số ca bệnh trong vài tuần, thậm chí vài tháng tới. Cũng theo các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ở châu Á cảnh báo, hai biến chủng này có thể tránh được một số biện pháp bảo vệ miễn dịch. Theo Sở Y tế Hà Nội, dịch bệnh sốt xuất huyết trên cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng vẫn có diễn biến phức tạp, số ca mắc đang tăng nhanh. Theo dự báo, đỉnh dịch có thể rơi vào trung tuần tháng 11. Chỉ riêng cơ sở giải phóng của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, mỗi ngày có khoảng 100 bệnh nhân nặng tới khám và điều trị sốt xuất huyết, trong đó có khoảng 10% bệnh nhân nặng nhập viện. Tại khoa cấp cứu, hiện có 30 giường bệnh thì tới 25 giường dành cho bệnh nhân sốt xuất huyết nặng cần theo dõi tích cực. Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa cứu sống một bệnh nhân 52 tuổi, ngụ Hóc Môn bị vỡ tim, ngưng tim sau cơn nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau ngực dữ dội và được chẩn đoán nhồi máu cơ tim do tắc hoàn toàn động mạch vành phải. Hai nhánh chính còn lại hẹp khít từ 90 đến 95%. Sau mổ 36 giờ, bệnh nhân được rút nội khí quản, tự thở, vận động tay chân được, trí nhớ phục hồi dần và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Nhằm đổi mới phương thức dạy và học, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu tích hợp các trò chơi dân gian và chương trình thể chất tại bậc phổ thông. Để đề xuất này đi vào thực tế sẽ vẫn là một bài toán khó. Nhiều trường học tại Hà Nội hiện đang nỗ lực để thực hiện đề án này một cách hiệu quả. Vào giờ ra chơi, nhảy lò cò, ô ăn quan. Những trò chơi dân gian này được học sinh tại đây lựa chọn thay thế hoạt động chạy, nhảy bình thường. Khả năng tư duy của các em từ đó linh hoạt hơn, tránh được những tai nạn không đáng có khi vui chơi tại sân trường.
Ở giữa chơi con mà các bạn thường chơi những trò chơi dân gian như là nhảy ô tiếp sức, nhảy đúng nhảy nhanh, mèo đuổi chuột, trồng hoa trồng lũ, đồ ăn quan. Con cảm thấy đầu óc con linh hoạt hơn, thân thiết với bạn bè hơn và có thể phòng tránh tai nạn thương tích ạ. Lớn cầu vòng, lớn cầu vòng, nước trong nước chảy cốc cơ. Bài đồng giao trò chơi dân gian lộn cầu vòng giờ đây được đưa vào tiết học thể chất như thế này. Nội dung trò chơi giúp các em học sinh có phản xạ tốt, phát huy sự nhanh nhạy, cộng thêm âm thanh đồng dao bắt tay, niềm thích thú trong mỗi tiết học thể chất của các em học sinh nhân lên. Các tiết học trong giờ thể dục cảm thấy rất là thích thú như với các trò chơi dân gian của thầy. Cảm thấy sức mạnh, sức nhanh, nhảy đúng phản xạ của tiếng còi của thầy và các cái hoạt động linh hoạt của cả lớp rất là tốt. Thì trò chơi này là một cái trò chơi dân gian rất là hay. Thì trò chơi này thì các con được rèn luyện sự khéo léo của mình. Và trò chơi này thì các con vừa chơi và vừa đọc đồng dao. Thì đến câu lượn cầu vồng thì các con sẽ thực hiện là cùng chui qua một cái hai cái tay của các bạn. Hiện nay, nhiều giáo viên trẻ vẫn chưa nắm bắt được những kiến thức của việc tổ chức trò chơi dân gian trong một tiết học, dẫn đến việc hiệu quả tiết học không cao. Những buổi họp bàn về ý tưởng, cách thức triển khai về một trò chơi dân gian như thế này sẽ rất cần thiết. Chúng tôi sẽ lựa chọn những cái trò chơi dân gian nó phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học, phù hợp với lại nhà trường, phù hợp với không gian, và chúng tôi sẽ thống nhất cái quy trình giảng dạy để làm sao mà cái trò chơi dân gian đó được diễn ra trong một tiết học giáo dục thể chất nó vẫn đúng so với chương trình, nhưng đồng thời là phát huy được tính sáng tạo của người giáo viên và mang lại hiệu quả cao nhất cho các em học sinh. Trò chơi dân gian là một trong những phương tiện quan trọng để giáo dục kỹ năng cho trẻ. Việc kết hợp trò chơi dân gian vào các hoạt động học tập mang lại ý nghĩa lớn cho việc rèn luyện, phát triển kỹ năng vận động, đặc biệt góp phần xây dựng nhân cách, mang đậm văn hóa dân tộc Việt Nam ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Các nhà khoa học Nhật Bản vừa tìm ra phương thức hiệu quả để kích hoạt các tế bào miễn dịch chống ung thư, ngay cả khi chỉ sử dụng một lượng nhỏ kháng nguyên ung thư. Trong phương pháp này, các nhà khoa học thuộc Đại học thành phố Osaka, Nhật Bản đã tạo ra một liposome tích hợp một loại lipid có tác dụng kích hoạt các tế bào miễn dịch. Theo nhóm nghiên cứu, nhờ những liposome này, chỉ cần sử dụng 10% lượng kháng nguyên ung thư cần thiết trong các phương pháp trước đây là đủ để ngăn chặn ung thư phát triển ở những con chuột được cấy ghép tế bào ung thư. Công nghệ này có thể mở rộng các đối tượng mắc bệnh ung thư được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch, nhưng hiện chỉ phát huy hiệu quả đối với khoảng 20-30% bệnh nhân. Bộ Y tế cho biết, mỗi năm nước ta có khoảng 180.000 ca mắc một năm và 122.000 ca tử vong một năm do ung thư. Gánh nặng bệnh tật do ung thư gây ra tại Việt Nam đã tăng gấp 3 so với năm 1990, với các ca mắc mới ngày càng trẻ hóa theo thời gian. Theo đó, Việt Nam đã có 350.000 người điều trị ung thư. Tỷ lệ mắc mới ung thư tại nước ta đã tăng 9 bậc so với năm 2018, xếp thứ 90 trên 185 quốc gia, vùng lãnh thổ, và tỷ lệ tử vong do ung thư tăng 6 bậc, xếp thứ 50 trên 185 quốc gia, vùng lãnh thổ. Cùng với đó, căn bệnh này đang trẻ hóa khi nhiều người bệnh dưới 40 tuổi đã mắc bệnh. Điều đó tạo nên gánh nặng lớn cho cộng đồng, xã hội và chính người bệnh. Tuy nhiên, ung thư không phải vấn đề gây nên sợ hãi, lo lắng, có thể phát hiện sớm, kịp thời và chữa khỏi như các công nghệ mới trong chẩn đoán, điều trị. Trong suốt 60 phút nỗ lực, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ đã cứu sống bệnh nhân 65 tuổi bị co thắt mạch vành, ngưng tim. Khi nhập viện, người bệnh có dấu hiệu của nhồi máu cơ tim với triệu chứng gồng người và ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ nhanh chóng xử trí đặt nội khí quản và hồi sức tim phổi, đồng thời thực hiện sốc điện, sử dụng thuốc vận mạch. Sau 60 phút, bệnh nhân bắt đầu có nhịp tim trở lại, nhưng huyết áp vẫn tụt, đồng tử giãn to, hôn mê sâu nên được thở máy, sử dụng thuốc chống loạn nhịp. May mắn 12 giờ sau, người bệnh tỉnh táo lại hoàn toàn và được ngưng thuốc vận mạch. Sau đó được cai máy thở và rút ống nội khí quản. Đến nay, sức khỏe người bệnh ổn định, hoạt động bình thường trở lại. Theo kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, trường hợp người dân có yếu tố dịch tễ từ Nam Phi trở về tỉnh Đắk Lắk đã có kết quả xét nghiệm real-time RT-PCR âm tính với virus gây bệnh đậu mùa khỉ. Trước đó, ngày 2 tháng 11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận trường hợp bệnh nhân ở thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mờ Ga trở về từ Nam Phi có biểu hiện đau mỏi các khớp và xuất hiện nhiều nổi mụn đỏ ở bụng và lưng. Bệnh nhân đã thực hiện khai báo y tế và tự cách ly tại nhà. Ngành y tế đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống bệnh, điều tra, xác minh trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, đồng thời lấy mẫu dịch gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên làm xét nghiệm.
Trước nay chúng ta thường nghe nhiều thông tin sốc phản vệ có thể là do ong, do rết, bọ cạp đốt. Tuy nhiên, sốc phản vệ đến mức ngưng tim do vết đốt của kiến, loài côn trùng thường gặp, có lẽ là trường hợp khá hiếm hoi. Mới đây, một bé gái 3 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, suýt không qua khỏi chỉ vì kiến đốt. Ghi nhận của phóng viên. Sau 12 ngày điều trị đặc biệt tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai, bé gái 3 tuổi này đã hồi phục hoàn toàn. Không ai nghĩ những vết đốt tưởng như bình thường của kiến lại khiến trẻ gần như ngưng tim chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Các bác sĩ đã phải đặt nội khí quản, lọc máu hai chu kỳ kết hợp điều trị bằng nhiều loại thuốc để giúp trẻ thoát khỏi nguy kịch. Bé bị kiến cắn thì chạy tới 3 liền là 3 phổi kiến xuống, khoảng 5 phút sau là bé có biểu hiện luôn là mắt nó lờ mờ xong rồi nó ói. Bắt đầu là người nhà đưa lên bệnh viện liền thì vừa vô phòng cấp cứu thì các bác sĩ nói là bé có thể mất luôn rồi, tại vì mạch cũng không có mà tim nó cũng ngưng luôn. Và kiến cắn đây là trường hợp mà đầu tiên mà phải vô khoa hồi sức tích cực, và cũng là trường hợp đầu tiên để phải lọc máu để cứu sống em bé. Sốc phản vệ là một phản ứng của cơ thể khi tiếp xúc với các yếu tố lạ. Ở trường hợp này là do lượng nọc độc của kiến qua nhiều vết đốt đi vào cơ thể gây ra sốc phản vệ mức độ nặng. Tất cả các trường hợp bị sốc phản vệ mức độ nặng nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ gây co thắt phế quản và khiến bệnh nhân tử vong nhanh chóng. Có những cái biểu hiện từ từ đó là sau khi bị côn trùng đốt thì em bé nó cái chỗ vết cắn nó sẽ sưng đỏ và người có nổi mề đay. Đó là những cái triệu chứng đầu tiên của cái phản ứng phản vệ mức độ nhẹ. Rồi sau đó thì có thể là mạch nhanh, tím tái. Đó là những trường hợp mức độ nặng cần phải đi vô bệnh viện ngay lập tức. Với những trường hợp đã bị sốc phản vệ do côn trùng đốt, trong sinh hoạt hàng ngày nên sử dụng các biện pháp bảo vệ, tránh tiếp xúc trực tiếp với các loại côn trùng. Bên cạnh đó là phát quang, làm sạch môi trường sống để hạn chế nơi sinh sống trú ẩn của côn trùng. Hiến máu nhân đạo là một việc làm hết sức nhân văn. Chúng ta, mỗi người đều có thể nhân rộng sự nhân văn ấy bằng chính lòng nhân ái của mình. Ngày hội hiến máu sắc hồng hy vọng năm nay là cầu nối giữa những tấm lòng sẻ chia của cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng và tất cả mọi người nói chung với các bệnh nhân khó khăn. Máu cứu người ở ngay trong mỗi trái tim mỗi chúng ta. Tiếp nối thành công sau 18 lần tổ chức, Sắc Hồng Hy vọng lần thứ 19 cùng với thông điệp Thanh niên Việt Nam sẵn sàng hiến máu được diễn ra tại Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau 2 ngày tổ chức, hiện tại ngày hội đã thu về 730 đơn vị máu. Đây thực sự là những món quà vô giá dành tặng cho những người bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế trên khắp cả nước. Vừa là giúp cho các bạn sinh viên có thể lan tỏa được rất là rộng rãi những cái nguồn máu nhiều hơn này, cũng như là giúp đỡ được rất là nhiều những cái bệnh nhân mà đang cần những cái nguồn máu để có thể cứu sống được cho các bạn ý. Cũng mong muốn là chính bản thân Huyền cũng sẽ góp được một phần nho nhỏ cái sự cống hiến của mình để lan tỏa cái tình yêu thương này, cũng như là góp được cái sự sức mạnh để giúp cho các bệnh nhân hiện giờ đang thiếu máu, cũng như là chúng tôi sẽ có thể cung cấp được thật là nhiều cái nguồn máu hơn để giúp cho chương trình ngày một vững mạnh hơn, cũng như là góp được rất là nhiều ý nghĩa hơn cho cuộc sống. Kim chi là món ăn truyền thống của người Hàn Quốc được nhiều người dân Việt Nam ưa thích. Món ăn giàu vitamin này có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như giúp tiêu hóa tốt, tăng cường hệ thống miễn dịch, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, làm chậm quá trình lão hóa, giúp ngăn ngừa ung thư. Hôm nay, lễ hội Kim chi Hàn Quốc 2022 đã được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia hào hứng của nhiều bạn trẻ. Lễ hội Kim chi Hàn Quốc là hoạt động thường niên nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, là dịp để quảng bá ẩm thực và nền văn hóa đặc trưng của Hàn Quốc đến với nhiều người Việt, đặc biệt là giới trẻ. Tại lễ hội, hơn 600 bạn trẻ đã được hướng dẫn để có thể tự tay làm món kim chi yêu thích, đặc biệt sau khi hoàn thành, khách tham quan được tặng chính sản phẩm của mình làm ra. Kim chi là món ăn phổ biến của Hàn Quốc, tốt cho sức khỏe, và lễ hội là cơ hội tốt để món kim chi đến gần hơn với người dân Việt Nam. Tại lễ hội còn có nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật kết nối văn hóa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, thời gian tới sẽ còn nhiều chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực đặc sắc được tổ chức tại Việt Nam. Tiếp theo chương trình là một số nội dung đáng chú ý khác. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Mới đây, CDC Mỹ ước tính biến chủng phụ BQ1 và BQ1.1 của Omicron chiếm khoảng 35% ca mắc COVID-19 ở nước này trong tuần đầu tháng 11 so với tuần trước là 23,2%. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu cho biết chúng có khả năng trở thành biến thể thống trị trong thời gian ngắn và gia tăng số ca bệnh trong vài tuần, thậm chí vài tháng tới. Cũng theo các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ở châu Á cảnh báo, hai biến chủng này có thể tránh được một số biện pháp bảo vệ miễn dịch. Theo Sở Y tế Hà Nội, dịch bệnh sốt xuất huyết trên cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng vẫn có diễn biến phức tạp, số ca mắc đang tăng nhanh. Theo dự báo, đỉnh dịch có thể rơi vào trung tuần tháng 11. Chỉ riêng cơ sở giải phóng của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, mỗi ngày có khoảng 100 bệnh nhân nặng tới khám và điều trị sốt xuất huyết, trong đó có khoảng 10% bệnh nhân nặng nhập viện. Tại khoa cấp cứu, hiện có 30 giường bệnh thì tới 25 giường dành cho bệnh nhân sốt xuất huyết nặng cần theo dõi tích cực. Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa cứu sống một bệnh nhân 52 tuổi, ngụ Hóc Môn bị vỡ tim, ngưng tim sau cơn nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau ngực dữ dội và được chẩn đoán nhồi máu cơ tim do tắc hoàn toàn động mạch vành phải. Hai nhánh chính còn lại hẹp khít từ 90 đến 95%. Sau mổ 36 giờ, bệnh nhân được rút nội khí quản, tự thở, vận động tay chân được, trí nhớ phục hồi dần và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Nhằm đổi mới phương thức dạy và học, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu tích hợp các trò chơi dân gian và chương trình thể chất tại bậc phổ thông. Để đề xuất này đi vào thực tế sẽ vẫn là một bài toán khó. Nhiều trường học tại Hà Nội hiện đang nỗ lực để thực hiện đề án này một cách hiệu quả. Vào giờ ra chơi, nhảy lò cò, ô ăn quan. Những trò chơi dân gian này được học sinh tại đây lựa chọn thay thế hoạt động chạy, nhảy bình thường. Khả năng tư duy của các em từ đó linh hoạt hơn, tránh được những tai nạn không đáng có khi vui chơi tại sân trường. Vào giờ ra chơi, con và các bạn thường chơi những trò chơi dân gian như là nhảy ô tiếp sức, nhảy đúng nhảy nhanh, mèo đuổi chuột, trồng hoa trồng lũ, ô ăn quan. Con cảm thấy đầu óc con linh hoạt hơn, thân thiết với bạn bè hơn và có thể phòng tránh tai nạn thương tích. Lớn cầu vòng, lớn cầu vòng, nước trong nước chảy. Bài đồng giao trò chơi dân gian lộn cầu vòng giờ đây được đưa vào tiết học thể chất như thế này. Nội dung trò chơi giúp các em học sinh có phản xạ tốt, phát huy sự nhanh nhạy, cộng thêm âm thanh đồng dao bắt tay, niềm thích thú trong mỗi tiết học thể chất của các em học sinh nhân lên. Các tiết học trong giờ thể dục cảm thấy rất là thích thú như với các trò chơi dân gian của thầy. Cảm thấy sức mạnh, sức nhanh, nhảy đúng phản xạ của tiếng còi của thầy và các cái hoạt động linh hoạt của cả lớp rất là tốt. Thì trò chơi này là một cái trò chơi dân gian rất là hay. Thì trò chơi này thì các con được rèn luyện sự khéo léo của mình. Và trò chơi này thì các con vừa chơi và vừa đọc đồng dao. Và đến câu lượn cầu vồng thì các con sẽ thực hiện là cùng chui qua một cái hai cái tay của các bạn. Hiện nay, nhiều giáo viên trẻ vẫn chưa nắm bắt được những kiến thức của việc tổ chức trò chơi dân gian trong một tiết học, dẫn đến việc hiệu quả tiết học không cao. Những buổi họp bàn về ý tưởng, cách thức triển khai về một trò chơi dân gian như thế này sẽ rất cần thiết. Chúng tôi sẽ lựa chọn những cái trò chơi dân gian nó phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học, phù hợp với lại nhà trường, phù hợp với không gian, và chúng tôi sẽ thống nhất cái quy trình giảng dạy để làm sao mà cái trò chơi dân gian đó được diễn ra trong một tiết học giáo dục thể chất nó vẫn đúng so với chương trình nhưng đồng thời là phát huy được tính sáng tạo của người giáo viên và mang lại hiệu quả cao nhất cho các em học sinh. Trò chơi dân gian là một trong những phương tiện quan trọng để giáo dục kỹ năng cho trẻ. Việc kết hợp trò chơi dân gian vào các hoạt động học tập mang lại ý nghĩa lớn cho việc rèn luyện, phát triển kỹ năng vận động, đặc biệt góp phần xây dựng nhân cách, mang đậm văn hóa dân tộc Việt Nam ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Các nhà khoa học Nhật Bản vừa tìm ra phương thức hiệu quả để kích hoạt các tế bào miễn dịch chống ung thư, ngay cả khi chỉ sử dụng một lượng nhỏ kháng nguyên ung thư. Trong phương pháp này, các nhà khoa học thuộc Đại học thành phố Osaka, Nhật Bản đã tạo ra một liposum tích hợp một loại lipid có tác dụng kích hoạt các tế bào miễn dịch. Theo nhóm nghiên cứu, nhờ những liposum này, chỉ cần sử dụng 10% lượng kháng nguyên ung thư cần thiết trong các phương pháp trước đây là đủ để ngăn chặn ung thư phát triển ở những con chuột được cấy ghép tế bào ung thư. Công nghệ này có thể mở rộng các đối tượng mắc bệnh ung thư được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch, nhưng hiện chỉ phát huy hiệu quả đối với khoảng 20 đến 30% bệnh nhân.
Bộ Y tế cho biết, mỗi năm nước ta có khoảng 180.000 ca mắc một năm và 122.000 ca tử vong một năm do ung thư. Gánh nặng bệnh tật do ung thư gây ra tại Việt Nam đã tăng gấp 3 so với năm 1990, với các ca mắc mới ngày càng trẻ hóa theo thời gian. Theo đó, Việt Nam đang có 350.000 người điều trị ung thư. Tỷ lệ mắc mới ung thư tại nước ta đã tăng 9 bậc so với năm 2018, xếp thứ 90 trên 185 quốc gia, vùng lãnh thổ, và tỷ lệ tử vong do ung thư tăng 6 bậc, xếp thứ 50 trên 185 quốc gia, vùng lãnh thổ. Cùng với đó, căn bệnh này đang trẻ hóa khi nhiều người bệnh dưới 40 tuổi đã mắc bệnh. Điều đó tạo nên gánh nặng lớn cho cộng đồng, xã hội và chính người bệnh. Tuy nhiên, ung thư không phải vấn đề gây nên sợ hãi, lo lắng, có thể phát hiện sớm, kịp thời và chữa khỏi như các công nghệ mới trong chẩn đoán, điều trị. Trong suốt 60 phút nỗ lực, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ đã cứu sống bệnh nhân 65 tuổi bị co thắt mạch vành, ngưng tim. Khi nhập viện, người bệnh có dấu hiệu của nhồi máu cơ tim với triệu chứng gồng người và ngưng tim, ngưng thở. Các bác sĩ nhanh chóng xử trí đặt nội khí quản và hồi sức tim phổi, đồng thời thực hiện sốc điện, sử dụng thuốc vận mạch. Sau 60 phút, bệnh nhân bắt đầu có nhịp tim trở lại, nhưng huyết áp vẫn tụt, đồng tử giãn to, hôn mê sâu nên được thở máy, sử dụng thuốc chống loạn nhịp. May mắn 12 giờ sau, người bệnh tỉnh táo lại hoàn toàn và được ngưng thuốc vận mạch. Sau đó được cai máy thở và rút ống nội khí quản. Đến nay, sức khỏe người bệnh ổn định, hoạt động bình thường trở lại. Theo kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, trường hợp người dân có yếu tố dịch tễ từ Nam Phi trở về tỉnh Đắk Lắk đã có kết quả xét nghiệm real-time RT-PCR âm tính với virus gây bệnh đậu mùa khỉ. Trước đó, ngày 2 tháng 11, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận trường hợp bệnh nhân ở thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mờ Ga trở về từ Nam Phi có biểu hiện đau mỏi các khớp và xuất hiện nhiều nổi mụn đỏ ở bụng và lưng. Bệnh nhân đã thực hiện khai báo y tế và tự cách ly tại nhà. Ngành y tế đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng chống bệnh, điều tra, xác minh trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, đồng thời lấy mẫu dịch gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên làm xét nghiệm. Trước nay chúng ta thường nghe nhiều thông tin sốc phản vệ có thể là do ong, do rết, bọ cạp đốt. Tuy nhiên, sốc phản vệ đến mức ngưng tim do vết đốt của kiến, loài côn trùng thường gặp, có lẽ là trường hợp khá hiếm hoi. Mới đây, một bé gái 3 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, suýt không qua khỏi chỉ vì kiến đốt. Ghi nhận của phóng viên. Sau 12 ngày điều trị đặc biệt tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, bé gái 3 tuổi này đã hồi phục hoàn toàn. Không ai nghĩ những vết đốt tưởng như bình thường của kiến lại khiến trẻ gần như ngưng tim chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Các bác sĩ đã phải đặt nội khí quản, lọc máu hai chu kỳ kết hợp điều trị bằng nhiều loại thuốc để giúp trẻ thoát khỏi nguy kịch. Bé bị kiến cắn thì chạy tới ba liền là ba phổi kiến xuống, khoảng 5 phút sau là bé có biểu hiện luôn là mắt nó lờ mờ xong rồi nó ói. Bắt đầu là người nhà đưa lên bệnh viện liền thì vừa vô phòng cấp cứu thì các bác sĩ nói là bé có thể mất luôn rồi, tại vì mạch cũng không có mà tim nó cũng ngưng luôn. Và kiến cắn đây là trường hợp mà đầu tiên mà phải vô khoa hồi sức tích cực và cũng là trường hợp đầu tiên để phải lọc máu để cứu sống em bé. Sốc phản vệ là một phản ứng của cơ thể khi tiếp xúc với các yếu tố lạ. Ở trường hợp này là do lượng nọc độc của kiến qua nhiều vết đốt đi vào cơ thể gây ra sốc phản vệ mức độ nặng. Tất cả các trường hợp bị sốc phản vệ mức độ nặng nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ gây co thắt phế quản và khiến bệnh nhân tử vong nhanh chóng. Có những cái biểu hiện từ từ đó là sau khi bị côn trùng đốt thì em bé nó cái chỗ vết cắn nó sẽ sưng đỏ và người có nổi mề đay. Đó là những cái triệu chứng đầu tiên của cái phản ứng phản vệ mức độ nhẹ. Rồi sau đó thì có thể là mạch nhanh, tím tái. Đó là những trường hợp mức độ nặng cần phải đi vô bệnh viện ngay lập tức. Với những trường hợp đã bị sốc phản vệ do côn trùng đốt, trong sinh hoạt hàng ngày nên sử dụng các biện pháp bảo vệ, tránh tiếp xúc trực tiếp với các loại côn trùng. Bên cạnh đó là phát quang, làm sạch môi trường sống để hạn chế nơi sinh sống trú ẩn của côn trùng. Hiến máu nhân đạo là một việc làm hết sức nhân văn. Chúng ta, mỗi người đều có thể nhân rộng sự nhân văn ấy bằng chính lòng nhân ái của mình. Ngày hội hiến máu sắc hồng hy vọng năm nay là cầu nối giữa những tấm lòng sẻ chia của cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng và tất cả mọi người nói chung với các bệnh nhân khó khăn. Máu cứu người ở ngay trong mỗi trái tim mỗi chúng ta. Tiếp nối thành công sau 18 lần tổ chức, Sắc Hồng Hy Vọng lần thứ 19 cùng với thông điệp Thanh niên Việt Nam sẵn sàng hiến máu được diễn ra tại Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội.
Sau 2 ngày tổ chức, hiện tại ngày hội đã thu về 730 đơn vị máu. Đây thực sự là những món quà vô giá dành tặng cho những người bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế trên khắp cả nước. Vừa là giúp cho các bạn sinh viên có thể lan tỏa được rất là rộng rãi những cái nguồn máu nhiều hơn này, cũng như là giúp đỡ được rất là nhiều những cái bệnh nhân mà đang cần những cái nguồn máu để có thể cứu sống được cho các bạn ý. Mình cũng mong muốn là chính bản thân Huyền cũng sẽ góp được một phần nho nhỏ cái sự cống hiến của mình để lan tỏa cái tình yêu thương này, cũng như là góp được cái sự sức mạnh để giúp cho các bệnh nhân hiện giờ đang thiếu máu, cũng như là chúng tôi sẽ có thể cung cấp được thật là nhiều cái nguồn máu hơn để giúp cho chương trình ngày một vững mạnh hơn, cũng như là góp được rất là nhiều ý nghĩa hơn cho cuộc sống. Kim chi là món ăn truyền thống của người Hàn Quốc được nhiều người dân Việt Nam ưa thích. Món ăn giàu vitamin này có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như giúp tiêu hóa tốt, tăng cường hệ thống miễn dịch, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, làm chậm quá trình lão hóa, giúp ngăn ngừa ung thư. Hôm nay, lễ hội Kim chi Hàn Quốc 2022 đã được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia hào hứng của nhiều bạn trẻ. Lễ hội Kim chi Hàn Quốc là hoạt động thường niên nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, là dịp để quảng bá ẩm thực và nền văn hóa đặc trưng của Hàn Quốc đến với nhiều người Việt, đặc biệt là giới trẻ. Tại lễ hội, hơn 600 bạn trẻ đã được hướng dẫn để có thể tự tay làm món kim chi yêu thích, đặc biệt sau khi hoàn thành, khách tham quan được tặng chính sản phẩm của mình làm ra. Kim chi là món ăn phổ biến của Hàn Quốc, tốt cho sức khỏe, và lễ hội là cơ hội tốt để món kim chi đến gần hơn với người dân Việt Nam. Tại lễ hội còn có nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật kết nối văn hóa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc, thời gian tới sẽ còn nhiều chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực đặc sắc được tổ chức tại Việt Nam. Tiếp theo chương trình là một số nội dung đáng chú ý khác. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mới đây, CDC Mỹ ước tính biến chủng phụ BQ1 và BQ1.1 của Omicron chiếm khoảng 35% ca mắc COVID-19 ở nước này trong tuần đầu tháng 11 so với tuần trước là 23,2%. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu cho biết chúng có khả năng trở thành biến thể thống trị trong thời gian ngắn và gia tăng số ca bệnh trong vài tuần, thậm chí vài tháng tới. Cũng theo các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ở châu Á cảnh báo, hai biến chủng này có thể tránh được một số biện pháp bảo vệ miễn dịch. Theo Sở Y tế Hà Nội, dịch bệnh sốt xuất huyết trên cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng vẫn có diễn biến phức tạp, số ca mắc đang tăng nhanh. Theo dự báo, đỉnh dịch có thể rơi vào trung tuần tháng 11. Chỉ riêng cơ sở giải phóng của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, mỗi ngày có khoảng 100 bệnh nhân nặng tới khám và điều trị sốt xuất huyết, trong đó có khoảng 10% bệnh nhân nặng nhập viện. Tại khoa cấp cứu, hiện có 30 giường bệnh, thì tới 25 giường dành cho bệnh nhân sốt xuất huyết nặng cần theo dõi tích cực. Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định vừa cứu sống một bệnh nhân 52 tuổi, ngụ Hóc Môn bị vỡ tim, ngưng tim sau cơn nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau ngực dữ dội và được chẩn đoán nhồi máu cơ tim do tắc hoàn toàn động mạch vành phải. Hai nhánh chính còn lại hẹp khít từ 90 đến 95%. Sau mổ 36 giờ, bệnh nhân được rút nội khí quản, tự thở, vận động tay chân được, trí nhớ phục hồi dần và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Nhằm đổi mới phương thức dạy và học, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu tích hợp các trò chơi dân gian và chương trình thể chất tại bậc phổ thông. Để đề xuất này đi vào thực tế sẽ vẫn là một bài toán khó. Nhiều trường học tại Hà Nội hiện đang nỗ lực để thực hiện đề án này một cách hiệu quả. Vào giờ ra chơi, nhảy lò cò, ô ăn quan. Những trò chơi dân gian này được học sinh tại đây lựa chọn thay thế hoạt động chạy, nhảy bình thường. Khả năng tư duy của các em từ đó linh hoạt hơn, tránh được những tai nạn không đáng có khi vui chơi tại sân trường. Ở giữa chơi con và các bạn thường chơi những trò chơi dân gian như là nhảy ô tiếp sức, nhảy đúng nhảy nhanh, mèo đuổi chuột, trồng hoa trồng lũ, ô ăn quan. Con cảm thấy đầu óc con linh hoạt hơn, thân thiết với bạn bè hơn và có thể phòng tránh tai nạn thương tích. Lớn cầu vòng, lớn cầu vòng. Bài đồng giao trò chơi dân gian lộn cầu vồng giờ đây được đưa vào tiết học thể chất như thế này. Nội dung trò chơi giúp các em học sinh có phản xạ tốt, phát huy sự nhanh nhạy, cộng thêm âm thanh đồng giao bắt tai, niềm thích thú trong mỗi tiết học thể chất của các em học sinh nhân lên. Các tiết học trong giờ thể dục cảm thấy rất là thích thú như với các trò chơi dân gian của thầy, cảm thấy sức mạnh, sức nhanh, nhảy đúng phản xạ của tiếng còi của thầy. Và các cái hoạt động linh hoạt của cả lớp rất là tốt. Trò chơi này là một cái trò chơi dân gian rất là hay.
Trò chơi này thì các con được rèn luyện sự khéo léo của mình. Và trò chơi này thì các con vừa chơi và vừa đọc đồng ra. Và đến câu lượn cầu vồng thì các con sẽ thực hiện là cùng chui qua một cái hai cái tay của các bạn. Hiện nay, nhiều giáo viên trẻ vẫn chưa nắm bắt được những kiến thức của việc tổ chức trò chơi dân gian trong một tiết học, dẫn đến việc hiệu quả tiết học không cao. Những buổi họp bàn về ý tưởng, cách thức triển khai về một trò chơi dân gian như thế này sẽ rất cần thiết. Chúng tôi sẽ lựa chọn những cái trò chơi dân gian nó phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của học sinh tiểu học, phù hợp với lại nhà trường, phù hợp với không gian. Và chúng tôi sẽ thống nhất cái quy trình giảng dạy để làm sao mà cái trò chơi dân gian đó được diễn ra trong một tiết học giáo dục thể chất nó vẫn đúng so với chương trình, nhưng đồng thời là phát huy được tính sáng tạo của người giáo viên và mang lại hiệu quả cao nhất cho các em học sinh. Trò chơi dân gian là một trong những phương tiện quan trọng để giáo dục kỹ năng cho trẻ. Việc kết hợp trò chơi dân gian vào các hoạt động học tập mang lại ý nghĩa lớn cho việc rèn luyện, phát triển kỹ năng vận động, đặc biệt góp phần xây dựng nhân cách, mang đậm văn hóa dân tộc Việt Nam ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.